Theo Bộ Công Thương, được thành lập từ năm 2009, đến nay Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã có 317 hội viên, đại diện cho 134.000 doanh nghiệp Việt có mặt tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tinh thần yêu nước, hiệp hội đã có nhiều đóng góp là cầu nối trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt đến bạn bè quốc tế. Tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những đóng góp của hiệp hội và các hội viên trong việc nhập khẩu trực tiếp hoặc hỗ trợ đưa hàng Việt Nam vào các hệ thống phân phối hàng hóa ở nước sở tại. Qua đó, đã và đang từng bước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Hiện nay do dịch cúm COVID-19 đang ảnh hưởng tới hàng hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam, Do đó, hiệp hội cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp kiều bào với địa phương, hỗ trợ để mỗi một doanh nhân kiều bào sẽ trở thành một kênh phân phối đưa hàng Việt đến với cộng đồng người Việt Nam và người dân sở tại. Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã trình bày các kế hoạch, phương hướng trong năm 2020, hai bên sẽ tổ chức một số diễn đàn hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư và khai trương trung tâm triển lãm hàng việt nam chất lượng cao tại một số nước nhằm góp phần đẩy mạnh việc quảng bá đưa hàng hóa việt nam tới kiều bào và bạn bè quốc tế